I have never seen that, like in real life. Tôi chưa bao giờ thấy con phố nào như thế này cả, mà chỉ xem chúng trên TV thôi. Con phố này thực sự rất đẹp, nhất là khi đoàn tàu lửa chậm chậm đi qua. Tôi có thể quan sát nó và ngắm nhìn sự háo hức của mọi người. Hôm nay, cờ và banner được treo ở khắp nơi để mừng ngày Quốc Khánh, và điều đó làm cho tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Khu phố này thực sự rất là đặc biệt. Nó sẽ nguy hiểm một chút nếu du khách uống rượu. Tôi thấy ở đây đang thu hút rất rất nhiều du khách quốc tế. Tuy trời có mưa một chút, nhưng tạnh rất nhanh và mọi thứ trở lại bình thường. Thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mà em đến con phố đường tàu này. Và sau khi đến đây thì em cảm thấy ở đây rất là nhộn nhịp. Quá sức tưởng tượng của em luôn. Khi đoàn tàu đến thì em thấy vừa vui vừa sợ ấy. Tại vì đây là lần đầu tiên mà em đứng gần tàu như thế. Thông thường thì ngày mai 9 ấy, thì mọi người sẽ lựa chọn về quê. Còn bọn em thì lựa chọn là đến thủ đô để cảm nhận cái không khí 9 ở đây. Bọn em chủ yếu là đến cà phê đường tàu chị ạ. Khá là tò mò nơi này. Vì là đường tàu chạy qua ấy, mà mọi người vẫn có thể là uống cà phê ở đây. Lúc nãy là có tàu đi qua ấy, khá là chậm. Với cả có anh là thổi còi là đẩy mọi người dẹp hết hai bên ấy. Khá là an toàn. Thank you.